Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới. Hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Chúa trên gió hết tàu trời.
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đại phương cầu nguyện ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đinh Văn Thịnh và chị Maria Đinh Thị Quỳ, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và chức sách sáng thế, Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, lấy vùng đất tạo ra mọi thứ vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi sinh vật, mọi chim trời và mọi thứ vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ ngay. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và hai sẽ thành một thân xác. Bye.
Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy cùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đứng kính độ thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng người chồng trong sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và lòng mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỉ ố, không xuất nhăn, không mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyển. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai biết thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ xa rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai nên một thân xác. Một việc ấy thật lớn nào, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình
sao để có được hạnh phúc trong gia đình và giữ được hạnh phúc đó luôn mãi. Phục vụ lời Chúa hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta. Đó là hãy sống đúng với ý định ban đầu của Thiên Chúa về đời sống, hôn nhân và gia đình. Trước hết, bài đọc mời trích trong sách Sáng Thế cho chúng ta thấy ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người có nam có nữ là để họ cùng sống chung với nhau. Đàn ông ở một mình không tốt, và Ngài đã dựng nên người đàn bà. Người đàn bà trước tiên là hồng ân Thiên Chúa ban cho người đàn ông. Đây là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho người đàn ông. Sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn thú, rồi người đưa đến với ông Adam, nhưng ông Adam vẫn cảm thấy cô đơn, thiếu thốn, cho đến khi Adam gặp được chiếc xương sườn cụt của mình là Eva, và ông đã reo lên: đây cũng là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Đó là hôn nhân đầu tiên. Từ đó người đàn ông luôn đi tìm chiếc xương sườn cụt bị lấy mất, còn người đàn bà luôn luyến tiếc nơi mình đã xuất phát, để rồi hai người gặp gỡ nhau, kết hợp với nhau thành một xương một thịt, thành một thân thể. Đến bài tin mừng, Chúa Giêsu đã thẳng thắn gạt bỏ những dễ dãi do sự cứng lòng của con người để trở về với ý định của ban đầu của Thiên Chúa. Lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Sự gắn bó giữa vợ chồng để trở nên một là do Thiên Chúa thiết lập. Vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như thế, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt mà thôi. Tiếp đó, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô còn xác quyết sự gắn bó ấy còn là hình ảnh tượng trưng cho sự kết hợp giữa Đức Kitô và giáo hội. Một sự kết hợp làm nên cuộc sống mới. Bởi đó, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Vì phá đổ sự kết hợp này chính là phá đổ công trình của Thiên Chúa, là bôi bác hình ảnh của Thiên Chúa đã có trong cuộc sống hôn nhân. Như thế, ý định ban đầu của Thiên Chúa muốn cho hai người nam nữ kết hợp với nhau, sống bình đẳng, yêu thương, tôn trọng và bổ túc cho nhau, nhất là sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời. Thưa quý cộng đoàn, anh Giuseppe và chị Maria Thủy thân mến, muốn có được hạnh phúc trong gia đình, chúng ta hãy giữ và sống đúng như ý định ban đầu của Thiên Chúa, đó là hãy sống bình đẳng, tôn trọng và yêu thương nhau. Một hình ảnh dễ hiểu diễn tả về điều này mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một trích trong sách Sáng Thế. Đó là hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng người nữ từ chiếc xương sườn của người nam. Câu hỏi đặt ra, tại sao Thiên Chúa không dùng xương trán, xương cánh tay hay xương bàn chân mà lại dùng xương sườn để dựng nên người nữ? Có người đã lý giải rằng người nữ không được tạo dựng từ xương đầu của người nam là để nàng không bị cai trị trên người nam, cũng không được tạo dựng từ xương chân của người nam là để nàng không bị người nam dày đặt, nhưng được tạo dựng từ xương sườn của người nam là để nàng sống bình đẳng với
để ý chúng ta sẽ thấy xương sườn nằm dưới cánh tay là để được che chở. Xương sườn cũng nằm gần trái tim là để được yêu thương. Như thế, người nữ được tạo dựng từ người nam là để được quan tâm, che chở và để được yêu thương. Qua hình ảnh này cho thấy người chồng cần tôn trọng người vợ, coi vợ là người bình đẳng, tránh lối sống thống trị. Cùng với đó, vợ chồng cần yêu thương và cổ túc cho nhau. Người vợ cần trở nên là người trợ tá tương xứng cho người chồng. Hơn nữa, nghi thức các bà sắp cử hành trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, chồng sẽ hứa yêu thương vợ suốt đời, vợ sẽ nguyện yêu thương chồng trọn kiếp, dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay mạnh khỏe. Như thế, để góp phần xây dựng gia đình luôn được an vui, đầm ấm, chúng ta cần sống đúng lời Chúa dạy, luôn tôn trọng nhau, yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Hãy chấp nhận những khác biệt của nhau, mỗi người hãy bớt một chút ích kỷ, thêm một chút khiêm tốn, bớt một chút từ ái, thêm một chút phục vụ, bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ. Cùng với đó, mỗi người biết cộng tác với ơn Chúa trong việc bảo vệ và chăm sóc tình yêu gia đình của mình. Lạy Chúa, xin chúc lành cho mọi cuộc hôn nhân, xin giúp các người làm chồng và làm vợ biết sống trung thành với lời dạy của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tôn trọng nhau để góp phần xây dựng một cuộc sống êm vui hạnh phúc theo thánh ý của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen. Anh Giuse đi Văn Thịnh và chị Maria đi Thị Thủy rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định kết hôn của anh chị. Anh Giuse Lê Văn Thịnh và chị Maria Đinh Thị Thủy, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Xin chào con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Xin chào con không. Khi còn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Tôn trọng không? Tôn trọng. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Tôn trọng không? Tôn trọng. Bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau để nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đinh Văn Thịnh, xin nhận em Maria Đinh Thị Thủy làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc gặp khó, và yêu thương và tôn trọng em một ngày suốt đời anh. Xin nhận anh đi xe Đinh Văn Thịnh làm chồng của em và hứa sẽ làm trung thủy với anh
Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hồng chuẩn y sứ quần của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tổ quân tổ phúc lành của Ngài trên anh chị, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Linh Thị Kỳ, hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu của hai, nơi anh cha và con và Thánh Thần. Anh chú Sê Linh Văn Thị, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nơi anh cha và con và Thánh Thần. Kính thưa quý cộng đoàn, kể từ giây phút này, giáo xứ chúng ta, giáo phận, giáo hội chúng ta đã có một gia đình mới. Xin chúc mừng chúng ta cùng vỗ tràng bắt tay để chúc mừng hai anh chị, chúc mừng hai gia đình. Mời cùng vâng đến. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoán thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Linh Văn Tình và chị Maria Linh Thị Thùy. Chúng ta hãy ký thác anh chị em này cho Chúa. Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa quân thánh hóa và giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tùy, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái khinh đề và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh Giuse Linh Văn Thịnh và chị Maria Linh Thị Thùy đã thành con hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái phong độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban phúc dư tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chứng nhận. Xin Chúa nhận y lễ vào tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ vật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xin đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ánh quạt quần êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm gia tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để tô điểm thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh nơi công số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn hô rằng Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con và xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông thần linh và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ lễ hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đứng bên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đinh Văn Thịnh và chị Maria Đinh Thị Thùy mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất
đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Đinh Thị Thủy được ơn biết sống yêu thương hòa thuận, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn tình cảm, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương một thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
vào lâu đài đứng cửu của Chúa.
lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy đến bên tôi, hãy đến, hãy
chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.